Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ giới thiệu sản phẩm tay xịt vệ sinh NLX01 bằng ABS mạ chrome của Euroline, và trên tay tôi đang là tay xịt. Các bạn thấy sản phẩm được mạ chrome rất là sáng bóng và có thể gắn vừa với các loại dây thông dụng, vặn rất là nhẹ nhàng thôi. Chúng ta cảm giác dòng chảy của sản phẩm. Chúng ta thấy áp lực nước rất là tốt, có thể đổ bay một vết bẩn. Với sản phẩm tay xịt vệ sinh của Euroline, các bạn luôn yên tâm về chất lượng. Chúng tôi luôn luôn đảm bảo về chất lượng của sản phẩm cho người tiêu dùng, với nước mạ rất là sáng bóng và áp lực mạnh. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip của công ty cổ phần Euroline Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo.